Cái chủ yếu của đạo Phật là tu để luyện tâm, làm sao cho cái tâm mình nó thuần sạch, không để cho cái tâm mình nhiễm ô. Thường thường người Việt Nam mình hay nói á, nó gần ai nó nhiễm đó. Nhưng mà thường thường mình thấy người khác nhiễm mà mình không thấy mình nhiễm, có phải không? Mình thấy người ta dở mình không thấy mình dở. Mình thấy người ta sai mà không hề mình thấy mình sai. Vì nếu mình thấy mình sai là mình sẽ sửa sai. Chưa hết nữa, nếu mình thấy sai mà không sửa là tại vì mình cố chấp, tại vì mình có cái ngã. Cho nên rốt cuộc rồi, do cái tâm chưa tu cho nên bao nhiêu khổ đau nó sanh. Mà hãy tu được cái tâm rồi á thì cái gì nó cũng có thể tốt nó xảy ra. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú này có thể nói rằng nó là cội nguồn của sự tu hành. Quý vị thấy, đừng nói chi gì mình hiểu Phật nha, bình thường nói chuyện với nhau thôi, thôi cái tâm là chính. Không? Rồi mình gặp nhau mình nói mình làm việc gì mình cũng quy nạp về cho cái có cái tâm là cội. Thí dụ như mình cho ai gì đó, nói tôi xin lỗi anh, tôi chỉ có vậy thôi. Thôi được rồi, anh có lòng là được rồi, có lòng là có tâm chứ gì nữa. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta cũng nói với nhau rằng không có cái gì quan trọng bằng cái tâm, không có cái gì quan trọng bằng cái lòng. Nhưng mình không có tu tâm, không có sửa lòng thì làm sao có cái gì để mà ứng. Thành thử ra khi đụng chuyện á, cái lòng nó mất tiêu. Cho nên nhiều khi người ta giận quá, ta nói cái tâm anh để đâu rồi, chó cắn rồi hả? Tại vì sao? Tại vì chúng ta nói cái đó nhưng mà khi đụng chuyện thì cái tâm nó không còn, mà ngược lại thì cái tâm xấu nó sinh. Cho nên đó thưa đại chúng, cái tội của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta đó, nó khởi nguồn từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Cái ý là cái chính đó, tại vì cái ý nó điều khiển cái thân, cái ý nó điều khiển cái lời nói. Cho nên hễ mà cái ý xấu đó, là nó phải phát ra lời nói xấu. Cái ý mà tốt nó phát ra lời nói tốt, mà ý xấu nó hành động xấu, nó đưa ra cái việc làm xấu. Còn nếu ý tốt thì nó sẽ làm tốt. Cho nên tại sao chúng ta tụng kinh? Ví dụ hồi nãy mình tụng cái bài sám nguyện đó: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Sở dĩ chúng ta tháng năm sầu khổ miệt mài là vì chúng ta chưa trở về được với cái tâm mình. Mà tu theo đạo Phật là gì? Là sự trở về với bản thân, với tâm của mình. Ví dụ như người ta nói xấu mình, khoan giận, quay lại coi coi mình có xấu đúng người ta nói không. Trời ơi, mình sống dở hen, xấu mà để cho người ta thấy luôn là biết rồi đó. Rồi thôi sửa cái đó. Còn nếu mình quay trở lại mình nói mình không xấu giống người ta nói thì tại sao phải buồn? Rốt cuộc ta nói vậy cái quay trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ta nhìn mình cái người ta cười cười, lát đi tới góc kia cái người ta nhìn ta cười cười, cái mình nói chà, không biết cái mặt tôi có gì không mà sao ai thấy tôi cũng mỉm mỉm cười cười ha. Lập tức chạy vô trong cái chỗ nào có cái kiến soi liền. Như vậy rõ ràng chúng ta lúc nào cũng muốn soi cái diện mạo của mình. Mà soi diện mạo nghĩa là soi tâm, soi lòng. Mình không thấy được mình thì mình cần có cái gì đó để giúp mình thấy. Thì những lời kinh chính là những cái gương để chúng ta soi lại mình. Coi chúng ta có sống cái kiểu đó không? Chúng ta có sống theo cái kiểu là có ngày không nói với nhau không? Cũng không muốn nhìn thấy mặt không? Gây nên nội kết dài lâu không? Có. Như thế mà có như vậy á, mà lúc nào gặp nhau cũng nói tôi muốn hạnh phúc,
Cho nên của con người chúng ta cái gì cũng muốn mà không bao giờ làm. Nói trời ơi tôi muốn tu mà không chịu tu. Rồi kêu ăn chay đi, thôi không dám hứa đâu, hứa ăn không tội, không ăn tội. Thôi quy y đi, thôi tôi chưa quy rồi còn sân si có quy y gì. Thôi tuần tới đi chùa nghe, thôi không dám hứa đâu, đi được đi không không hứa tội. Trời ơi mình làm giống như là Phật là rảnh rỗi lắm vậy đó. Cứ ngồi coi đứa nào đi chùa, đứa nào hứa đi, đi phù hộ nó, không đi phạt nó. Thí dụ mình nói tuần sau con đi chùa, mà tuần sau bận không đi, không có tội. Tại vì mình thật sự mình bận mà, mình có việc. Chứ đừng có nghĩ rằng mình hứa mà mình không đi tội. Cái Phật giáo nó không phải như vậy. Cái quan trọng là cái chuyện bận đó thật bận không, hay là anh giả bộ anh diễn cớ để anh khỏi đi. Anh phải hỏi cái tâm anh lúc anh ra lời câu đó. Thành ra rốt cuộc rồi á, quy y là gì? Là trở về. Quy y là trở về chứ có gì đâu. Nhưng mà mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ của mình, cho nên gọi là quy y Phật. Bây giờ mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ đó, cho nên mình cần quy y Phật. Mình chưa trở về được với con đường an vui đó, cho nên mình cần quy y Pháp. Mình chưa trở về được với cái sự thanh tịnh an vui hòa hợp, cho nên mình quy y Tăng. Thật ra chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng trong lòng hết rồi, nhưng mà chưa có phát sáng lên. Nhân cái lễ quy y đó, từ lúc chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta nhận ra rằng trong ta có ba cái yếu tố Phật, Pháp, Tăng. Biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Khi nào mình nghe người ta khổ mà mình thương được người ta, mình biết tâm từ bi mình có. Rồi mình thấy người ta khổ mà người ta cần giúp, mình suy nghĩ coi mình có thể giúp được gì không, là mình biết rằng cái tâm làm lành bố thí mình có. Mình có lành mà, nhưng mà tại chưa có cái phương tiện, chưa cái duyên nào để cho cái tâm lành mình nó khởi. Cho nên thưa đại chúng, 10 cảnh giới trước hết là cảnh Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 4 cái này gọi là thánh. Rồi bây giờ xuống phàm nha. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là chung là 10 cõi. 4 cõi trên gọi là tứ thánh, 6 cái dưới gọi là lục phàm. 6 cõi này chúng ta đang ở cõi thứ mấy? 4 thánh là không có mình rồi đó. Mình đâu có tên rồi đó. Trời, Atula, người, trong lục phàm mình đứng hàng thứ 3. Mình là người. Nhưng mà chính vì mình đứng hàng thứ 3 không sung sướng như trời, không khổ đau như địa ngục ngạ quỷ, cho nên mình dễ tu. Vì con người của mình có khổ có vui. Vì có khổ có vui cho nên ý thức giác ngộ cao hơn. Ví dụ cảnh vui thì không bao giờ thấy khổ, cho nên không tu. Còn cảnh khổ thì không bao giờ có vui, để biết rằng có cái đối tượng của khổ là vui, cho nên phát tâm hướng bỏ khổ hướng vui. Còn cõi mình là có nha. Mình đã thấy có bệnh nè, có già nè, có sống có chết nè. Mình thấy những cái cảnh đó đó, cho nên mình có cái cơ hội ngán ngẩm lo tu. Cho nên khi nào mà bệnh cũng đừng có khổ. Có bệnh để có biết thân này là giả. Còn lúc trước không có bệnh, nghĩ nó thiệt không à. Cho nên quẹt một chút cái là cũng phiền não. Bây giờ thân này là giả, cho nên lời nói đâu có thiệt, tha thứ được. Mình đã từng chứng kiến ha, tiền rừng bạc biển lường gạt đủ kiểu hết, rốt cuộc nhiêu cũng cái hũ thôi. Mà thậm chí có lúc mà nghèo nữa đó, hũ cũng không có tiền để mua nó, xin cái hũ trong nhà quan nữa. Có những người người ta giàu ở biệt thự đó mà tới chết là quấn chiếu đó. Có những người con cháu đầy đàn vậy đó mà tới hồi chết là không có ai. Tại vì sao? Tại vì phước nghiệp của mỗi người nó khác. Cho nên chúng ta thấy được cái đó. Cho nên cái gì chúng ta xả được chúng ta xả, cái gì chúng ta làm được chúng ta làm. Tại vì sao?
còn có thì hãy cứ cho, phải không? Khi nào chúng ta có được cái gì cho nhau đó, chúng ta nên cho. Tại vì sao? Vì chúng ta luôn luôn nhớ rằng lỡ mai này không có để cho nhau. Có nhiều khi người ta chỉ cần mình cho người ta một nụ cười thôi, mình không cho được, mà ngày mai mình đi mất tiêu rồi, có muốn nữa thì cũng không được. Cho nên cho được ai cái gì mình cho, lỡ mai mốt mình không có cơ hội để cho. Bây giờ quý vị cứ thấy á, chúng ta là những người qua đây hai tay trắng, rồi cống xương sống, cống xương sườn, dắt chài ra nước. Ôi cha, mình đủ kiểu để diễn tả cái khổ của mình, phải không? Đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu gì đó, đủ kiểu hết. Chỉ để muốn nói một chuyện thôi, để tích lũy có của. Nhưng mà rồi á, cái đó là làm ăn chân chánh, Phật không có cấm. Phật dạy chúng ta là một trong những hạnh phúc của một người cư sĩ tại gia là biết làm ăn chân chánh, không lường gạt của người khác. Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc á, người cư sĩ tại gia có 5 điều hạnh phúc. Một là biết làm tiền này từ do đồng mồ hôi cực khổ của mình mà không dùng mưu mô lường gạt để của người khác mà lấy. Nhiều khi mình lường gạt của người ta để mình có tiền mình xài, mà mình biết rằng tiền này không phải của mình. Cái đấy, cái xài đó mình xài không thoải mái. Có nhiều khi mình ngủ mình nằm, trời ơi không biết nó có trả thù tôi không. Còn cái gì của mình là mình khỏe hơn, phải không? Đó là một hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc thứ hai là gì? Khi có tiền của chúng ta biết chia sẻ cho người khác trong khả năng của mình. Tại vì sao? Đó là một niềm vui trong cuộc sống, sống mà có chia sẻ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình mở tiệm mà không ai ghé ăn hết trơn, buồn không? Buồn. Cũng thế, người mình không ai thèm tới nói chuyện nhờ vả gì hết trơn, buồn lắm. Cho nên ai mà tới nhờ vả mình á, biết mình còn hữu dụng, chưa đến nỗi vô dụng. Và cuối cùng á, trong năm cái đó Đức Phật có dạy Ngài Cấp Cô Độc, nếu mà quán chiếu trở lại thấy rằng chúng ta không có tội lỗi. Thứ nhất là trong cuộc sống này, dĩ nhiên là cái mà tội lỗi mà vô tình là không nói nha. Còn cái tội lỗi mà của sự cố ý chúng ta không có. Ví dụ như chúng ta cố tình hại người kia, không có. Tại vì cái gì cố tình nghĩa là chúng ta có tâm, có để tâm mình vào trong cái việc đó. Và chúng ta nhớ. Có nhiều khi Pháp Hòa bị giận. Bị giận là sao? Là tại vì trong buổi pháp thoại nói vậy nè, là nói chung không có nhầm chủ đích nói ai hết. Cái xuống cái vị kia nó giận, nó bữa nay thầy đem tôi ra thầy xử. Thầy xử giữa công chúng. Nhưng mà thật sự cái tâm Pháp Hòa không có. Cái tâm Pháp Hòa không có, cho nên thầy nhớ không? Bữa đó thầy nói thiệt tình, tại vì nếu mình cố tình mình nói cái người đó là mình sẽ nhớ. Tại vì mình bữa đó là mình nhớ là bữa đó có cái người đó đó nè. Cho nên mình cố tình mình nói câu đó cho người đó, hay là mình, thì do mình có cố tâm ở trong đó, cho nên khi người ta nhắc lại là mình nhớ liền. Còn khi mình vô tâm, mình không có cái ý đó, mà người ta hiểu lầm cái ý mình, thì đó là cho người ta hiểu lầm, chứ còn lòng mình không có khổ. Chỉ có một cái là mình hơi khó chịu, có lẽ mình hơi còn vụng dại, mình nói sao để người ta hiểu lầm. Chứ còn thiệt tâm là đôi khi mình không cố ý. Ở đây trong cuộc sống mà nói, cái gì mình làm mà mình có cố tình đó, là mình sẽ nhớ. Chứ làm sao trong cuộc sống chúng ta không có lỗi? Nhưng mà chúng ta không có tội thôi. Không có tội là chứ những cái gì mà chúng ta làm bằng cố tâm. Còn cái lỗi là nhất định sẽ có. Lỗi là do vô tình, tội là do cố ý. Cái gì chúng ta cố ý làm gọi là tội, chúng ta vô tình phạm gọi là lỗi. Ví dụ như mình đi, mình đụng cái bàn làm bể bình bông của người ta, xin lỗi, tại mình sơ ý, chứ đâu có phải mình cố tình đó. Nhưng mà nếu mình cố tình mình đi mình đá một cái cho nó bể chơi đó, mặc dù miệng mình xin lỗi nhưng mà thật sự đã thành tội, vì trong đó có sự cố ý. Cho nên trong cuộc sống này, bài kinh hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, đây là phẩm song yếu, và câu đầu là nói về tâm. Tâm làm chủ tạo tác, tâm dẫn đầu các việc, chữ
tâm làm chủ các pháp, chữ pháp đây là mọi việc mọi sự. Tâm làm chủ các pháp, tâm làm, tâm là tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ đau sẽ đi theo mình, giống như con bò mà nó kéo chiếc xe lăn cái bánh thì khổ nó đi theo. Nhưng mà ngược lại, tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Hình mà ngay thì bóng sẽ thẳng, hình mà đi nghiêng thì bóng nó sẽ méo. Cứ nhớ vậy mà tự nhắc chúng ta một cái đạo lý nhân quả. Hình trực là ảnh đoan, đi thẳng là bóng thẳng, đi xéo là bóng nghiêng. Cũng như thế, hôm rồi Pháp Hòa có coi một cái clip, có một cái bà đó đó, bà mẹ bà đói bụng, bà đang ngồi ăn cơm với đứa con. Thì cái bà mẹ mới đi xuống đói bụng, nói mẹ ơi, con ơi, mẹ muốn ăn cơm. Người con mới hé mít một cái, nó ăn gì ăn hoài, mới lấy cái chén cơm bới cho bà già mà không cho ngồi ăn chung, mới đuổi bà già ra một góc mà ngồi mà ăn, chứ không được ngồi ăn chung, giống bà bực á. Thì cái đứa con gái nó ngồi đó luôn, nó thấy cái hành động của má nó như vậy thì cũng là một cái tự nhiên thôi. Nó đứng dậy, nó cũng lấy cái tô, nó bới một cái chén cơm, nó chỉ vô mặt nó lỡ đằng kia ngồi ăn. Thì tự nhiên cái bà má này bà giật mình, bà thấy được cái nhân quả. Bà mới vừa ứng xử với má bà như vậy thôi thì đứa con nó liền ứng xử như vậy liền. Thì lập tức bà quỳ xuống, bà quỳ xuống bà lạy má bà, bà xin lỗi. Một cái đoạn nó ngắn như vậy thôi, nhưng mà nó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói năng hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì cái khổ nó đi theo mình cũng giống như thế. Còn nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Mình đứng thẳng thì bóng nó sẽ ngay, mình đứng méo thì cái bóng nó sẽ méo. Cho nên giọt nước trước làm sao, giọt nước sau nó sẽ là như vậy. Dĩ nhiên trên đời có những cái nhân quả nó trùng trùng mình không thấy được đâu, nhưng với cái căn bản nhân quả chúng ta tin, chúng ta làm lành được lành, có thể không bây giờ ở tương lai, nhưng mà chắc chắn cái điều mà nó đối lầm với mình là phải có, chứ không thể nào ngược lại. Còn đời này mà nếu chúng ta làm lành mà không hưởng lành, không phải là cái nhân chúng ta đang hưởng, không phải là cái nhân chúng ta vừa tạo, chính là cái quả, nó là cái quả của cái nhân xưa kia. Ví dụ như tự nhiên bây giờ cái mùa dịch này, cái được thất nghiệp, cái được lãnh 2000. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Trời ơi, chính phủ tốt, đúng, chính phủ tốt, nhưng mà cũng có cái nhân mình trong đó, là mình đi làm có đóng thuế. Có cái nhân của mình trong đó là mình đi làm mình có đóng thuế, cho nên giờ quả mình hưởng nè. Quả mình hưởng là khi mình thất nghiệp là chính phủ có tài trợ cho mình. Hỏi quý thầy có được tiền không? Quý thầy có gieo nhân đâu được quả. Có đi làm đâu mà đóng thuế, phải không? Mà không có đi làm không đóng thuế thì chính phủ có cho đồng nào đâu. Cho nên bây giờ mình hưởng một cái quả tự nhiên, dịch Covid cái được lãnh check 2000. Đừng nghĩ mà ôi sướng quá. Thật sự mình thấy cái quả thôi, nhưng mà cái nhân này mình đã tạo từ khi mình đặt chân đến Canada. Mình đi làm mình có đóng thuế, phải không? Thành thử ra, nhưng mà chúng ta may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà lương bổng, thuế má công bằng. Nếu chúng ta không đủ may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà có đóng mà không có ra. Cho nên á, cái phước của mình là sanh được ở một cái quốc độ gọi là sanh phùng Trung Quốc đó. Trung Quốc không phải là China nha. Chữ Trung Quốc này nghĩa là ở quốc độ trung bình, phải không? Ở một cái quốc, chữ cái quốc độ là ở khoảng giữa, là có đầy đủ sung túc đây. Giống như mình ở đây là một hình thức của Trung Quốc. Trưởng ngộ minh sư, gặp được các bậc thầy tốt.
Đó là cái phước của mình. Cho nên thưa đại chúng, ở đời nó có hai thứ, một là phước, hai là tội. Thì nếu mà chúng ta đủ tuệ giác thì chúng ta tạo phước nhiều hơn tạo tội. Hay nói cách khác đi, nói cách khác nha, ăn cái gì mà do tự mình làm ra, mồ hôi nước mắt cực khổ mình làm ra, khỏe hơn là mình ăn phải lường gạt của người khác. Nói đơn giản vậy thôi. Chứ còn mình nói, ví dụ mình về Pháp Hòa đem một cái ví dụ vậy cho đại chúng nhớ thôi, chứ còn ở đây Pháp Hòa muốn nói giữa tội với phước. Phước là gì? Là khi chúng ta biết nhận định cái gì sai quấy là phước. Cho nên hồi xưa các vị mà nhận đệ tử nhỏ vô tu á, nó có một cái nguyên tắc đơn giản để nhận. Đứa nhỏ nào mà nó có thể phân biệt sạch dơ, nhận đứa nào đó. Nó là nó đủ tuổi để vô chùa tu. Ví dụ như nó 5 tuổi, nó chưa đủ cái nhận thức sạch dơ. Nhưng mà khi nó lên 7 tuổi, nó biết cái gì dơ sạch rồi, nó đủ tuổi để nhận rồi đó. Tại sao? Nó biết cái gì dơ sạch nghĩa là nó bắt đầu đủ cái độ tuổi phân biệt xấu tốt, thiện ác. Ở đây muốn nói cái ví dụ đó. Cho nên nhiều khi mình sống, Pháp Hòa hay nói đùa với các thầy trẻ, mấy em nhỏ đó, tụi con chỉ đừng có lớn cái xác mà không lớn cái tâm. Có nhiều đứa nó bự thù lù mà cái đầu nó nhỏ xí thì mình giỡn chơi vậy thôi. Nó là lớn cái thân mà cũng phải lớn luôn cái lòng. Mà cái lòng mà lớn ở trong một con người nhỏ bé đó, cái đó gọi là đại nhân, là trượng phu. Trượng phu không phải là vai to, nhiều muscle, phải không? Trượng phu là một người có tâm rộng rãi. Mà nó cái phước của mình đó, cái tướng đẹp của mình gọi là phước tướng. Mình sống như thế nào để mình có được cái phước tướng nữa. Cho nên có nhiều người mình nhìn mình nói trời, nhìn anh phúc hậu quá, nhìn chị đẹp phúc hậu hiền lành, nó từ cái tâm mà ra hết. Thế thì đạo Phật chúng ta dạy cho mình tu gì? Tu tâm. Mà muốn được tu tâm như vậy là một phải quá trình chứ không phải đơn giản. Thường thường ở trong cuộc sống á, mình làm việc gì tốt á, trong Phật pháp mình hay nó hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình. Bây giờ mình nói đơn giản trong cuộc sống, thường thường người ta nói á, ai à, mình nói mình gặp người ta mình chia buồn. Nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui mình nói xin chia vui. Vui ai dám cho, ai cho? Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra, mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người. Nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít, và có những người không ăn được. Và những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta chan rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mọi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người, người ta nói một cái điều hay cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay. Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng hay là nghiệp ở trong cuộc sống đó, đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành,
Có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự. Cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết chan rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp, mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thật ra mình lâu xưa giờ mình nói có một câu à, cứ ai thấy khổ khổ nói tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp. Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chợ đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy? Trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt, mình làm điều không đúng thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước, cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng. Nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh. Còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin Thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàn. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót, không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ đến khi thiện căn họ thành thục. Bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàn á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự hôm trước mình có học đó. Tức là bảy cái điều thiện của một người bạn, bảy điều kiện để được nhận định là một người bạn tốt. Thì cái câu này là một trong bảy cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàn là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau. Nang tác như là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi nang giữ mà năng giữ, tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi nang nhẫn mà năng nhẫn, tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là bảy cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc, bảy vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàn, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay, họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàn.
Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu, tại sao mình phải giấu điều đó, là bởi vì thứ nhất, mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi, và người này có khả năng phục thiện, và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng, có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa, cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương, mà mình phải cố gắng bao che để làm gì? Để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình, nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thật sự này, là một thiện hữu, là một người bạn lành, mà người là bạn lành này có đủ hai phần: từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một, mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức, chứ không phải những người bạn bình thường trà dư tửu hậu, mà những người bạn này là họ luôn luôn họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì? Để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người, mình là người bạn với họ đó, thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia, tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia. Người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thành thử ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thật ra thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường. Bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nan giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ, năng nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi. Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ, mới được đi vào trong kinh sách chứ. Còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai, và Chư Tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh, thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Thấy không? Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công, mình ứng xử làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chứ ở đây cái câu thứ hai
Có nơi khác thì nói là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì? Mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi cái mình đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tụ tập chuyển hóa hết. Ví dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, 6 vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong trong tăng già đó, trong tăng chúng đó. Rồi mấy 6 vị đó, đó cũng được tiếp nhận. Và thậm chí với cái nhìn của Đại Thừa thì 6 vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới. Thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, đó cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàng là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàng là ẩn. Mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ 3. Bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa Thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền. Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể, người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi, chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á, thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn. Chính phủ không có hối lộ cái tiền đó. Chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó. Mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như mà nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi, mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh. Bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm. Tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết. Và chính phủ phải tốn, bỏ tiền ra rất nhiều.
Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn Covid-19, thì mỗi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng, nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Rồi ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế làm chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, để lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp, lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết. Mà hơn nữa không cần thiết. Thành thử ra thay vì mình đóng, cứ đóng uống vô đó, thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống. Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại, thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả? Nếu là không có một đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất, thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè, nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè. Thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì một lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả, thì ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên? Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng. Nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt, thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng em mình tên mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường, thật sự có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật sự tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình nó. Thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi, mình cũng sẽ trả đủ à. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức, mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó. Là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ
để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí, tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó, mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa, thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á, họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi, dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn, năm sau nó phát hiện rồi, nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Dạ. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao, Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của Thầy trên YouTube. Con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của Thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa Thầy, con rất tin vào nhân quả. Tuy nhiên, có thắc mắc xin Thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả. Xin hỏi Thầy, ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết. Đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi. Mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thì ở đây có cái câu hỏi kế nè. Khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta, tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham, sân và si hơn. Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa, rồi cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi. Nhưng ở đây như thế này. Thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã, ai cũng có cái bảo thủ, ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình. Tôi làm như vậy là đúng. Đó. Thật sự, bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi. Đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa. Mình cứ nói những cái chuyện rất gần là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình, những người ta tán trợ cho cái việc mình làm là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ, mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5 mình gieo rồi, tháng 6 mình gieo, khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ người ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai người ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta
xảy ra đến với họ, nghĩa là biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân, giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó, một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con, anh ảnh lái máy bay rồi ảnh lủi vô trong chiếc, ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Hình như nếu mình quán về, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á, thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Là mình Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á, mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng. Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó. Thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy, mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thật kinh Tư Lượng là vậy đó. Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy á, có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống, ứng xử, cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì. Con người mình sống nó có hai phần ha, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi. Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó. Và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai. Mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi. Mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè,
Thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tức kịch là rồi rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình đó, thì đôi khi nó muộn. Thí dụ giờ mình nói đợi tôi già. Mình thấy đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng, cô Phong, cô nói thầy nhớ bác đó không? Trời ơi, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phong Hoàng nói trời mau vậy hả? Cách hôm bữa cái mới bắt đầu cái dịch nè, là Pháp Hòa lên đi lên lên thăm bác á, đi ngang đó, bác còn nắm tay, bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá không đi chùa được, mỗi lần đi hoài hỏi tuổi hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến nơi mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi. Mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó. Thấy xe trước bị cảnh sát bật đèn rượt theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. À. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi. Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi mà máy bay nó im rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịt ra bắt đầu ngồi. Đi tới đi lui mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích, nó rung rinh, nó lạng tới lạng lui, bắt đầu chạy chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống, rồi lấy dây nịt đồ nít lại. Và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát. Thật sự ra thì không ai giám sát. Mà còn nếu mà có, thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận. Mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao, nó chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Thí dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi phải mà làm được. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Rồi chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không? Mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền. Bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hai là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra có rất nhiều những vấn đề. Có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận, thôi riết ta không dám nói nữa. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác mà không niệm A-di-đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta á, là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ
Bây giờ mình sống tốt đi. Rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật quan bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha. Không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ là đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm thứ nhất là không sát sanh thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người, người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn. Thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. Mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạt. Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất, đem giấu, đã đời tới hồi nó móc, nó hư lên, bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt, lại ngồi ăn từ chút vậy. Có. Thế đó, đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có, bố thí mà bố thí trọn vẹn, không tiếc nuối, thì có xài, có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi thiệt, có nhiều khi á nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình, không phải là của mình mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy nữ trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói thôi của bá gia bá tánh ta mang đến đây mình cứ cúng dường cho đại chúng hết, người ta cúng cái khác, mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo, mình tạo cái phước nào mình có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa. Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người do mình không sát sinh. Nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá, mà ăn những món độc địa nữa chứ. Thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc xúi người ta làm thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, còn cái quả thì nó tùy theo cái duyên á, có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau. Thì mình cũng
cũng sống đây vậy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta làm sao dòm ngó, người ta đốc suối, cũng có cái lỗi. Cho nên á, cái nghiệp mà cái nghiệp thị phi đó, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai nói này nói kia, đó là cái đời, thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác, chuyện không đáng cũng nói, còn chuyện mà chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa. Thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây nó là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu năm giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương, thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Nếu mình giữ được năm giới nhưng mà ở những cái phần chính thôi, thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết đó. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó. Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của, có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí. Bủng xỉn cũng không được mà phung phí cũng không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói: "Hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành, mà kẹt cái vợ con. Trời ơi, sao bả bủng xỉn quá. Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi, bả cũng xăm soi, bả nói mà con thấy chuyện nó không có đáng, mà bả cũng nói." Hòa thượng bữa nào bả lên, hòa thượng khai thị giùm bả, khai thị cho bả. Cái bữa nọ và bả lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy. Cung tay vậy hoài, cái bả nói: "Hòa thượng bữa nay có tật ha." Tay kỳ tật. Cái hòa thượng bữa nay, bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tự, cái tay hòa thượng tự nhiên hòa thượng cung vậy chi vậy? Ông nói: "À, tôi cung như vậy phải không, mà cũng kỳ phải không, mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ biết không. Thời cái tay của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào mình làm gì mình làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xỉn cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tay mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó." Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị. Cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết. Mà mình biết tùy. Có những khi không cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn. Nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn. Tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thở trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời, mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau. Biết nói vậy, nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mình nói là đời sau là gì biết không? Ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Cho hòa thượng khai thị vậy đó. Cái bàn tay của mình á,
Khi nào cần co, khi nào cần duỗi duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy. Mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Người mà phung phí cái tự nhiên, người ta cũng không có, người ta cũng không có, người ta không có thấy quý mình, ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏng sẻn quá cũng không được. Mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó, khó chuyện đáng khó thì người ta nể. Mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. À, thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu: mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp, một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính. Tức là người ta nghe mà người ta không phục. Thí dụ như biểu làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm. Thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình, lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, mình ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá, mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm. Nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền. Bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà vãng sanh ngay trong đời này, tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. À, nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Pháp Hòa ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam. Thì có nhiều khi 1 chục là bao nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi.
Cái bà đó có tính chục cam là 10 trái, nhưng mà có chỗ một chục là 12, có chỗ nào một chục 13 không? 14 cũng có vậy, phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số, và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu, nói một cái thôi để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều, vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này: nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là chữ ức ở đây là nghĩa sao, là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100.000. 100.000 gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100.000. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêu ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100.000 là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy, nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát và cúng dường, những người làm như vậy đó, và so với một những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều, niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói: trời ơi, con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó: Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ cửu quyền thất tổ của con. Cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Tao có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái tay con cái con khổ con niệm Quan Âm, cho nên rồi á, một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu, hai người cùng ngồi làm gì? Niệm Phật. Công đức giống nhau không? Tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi. Để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra, hít vào còn sống thở ra mỉm cười, hít vào thân an thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau. Đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng có ý đó đó.
Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. À, giờ con thích chú Chuẩn Đề, cứ lấy cái bài chú Chuẩn Đề đó tụng trọn đời, cũng cũng giống như một người trì Đại Bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi, giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng, Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe, được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không, để cho mình ước ác, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn ngày mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn để đánh bài, đâu hết buồn đâu, sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền, rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Ở chùa mình có một cô giờ cô mất á, cô hay nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc, hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền. Đó, tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thật ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy, cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết, không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Cho người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên nó thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa không sao hết. Thất tình nó đi tu, chứ còn thất tình rồi nó lang bang, nó tìm tình khác mùng 3, mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nói ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà,
Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao? Ô, con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô, con voi như là cái lá chuối, như cái quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó. Vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi. Đây nhóm người mù đó thôi mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người. Cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trước, mạng trước. Cho nên đời nói chung là kiếp trước. Trong kiếp trước nó có những cái trước chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con có nên, vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến, cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai chứ, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta chứ. Thí dụ như anh đến Nguyễn anh Năm, cái nó kêu anh Năm, ôi không được, kêu tên tôi tội. Không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người, cái người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy cái nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật sự mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á,
là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu, và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà, nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng. Chứ tại sao gọi là phiền phức? Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được? Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện cho đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không cái bài tụng đó? Chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, những cái thuyết lệch lạc, và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra, thầy bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú Đại Bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái, Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy. Vậy thôi. Thế mình gặp khổ nạn nào, mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng một đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì? Thích đa dạng. Cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh, thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó, chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó.
Đó, cái dịch COVID này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh, bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái làm sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh. Biến sái tam thiên, một cái rải thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện quyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, COVID nè, nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biến hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biến hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành ra mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì tán dương chi đó, dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng duyên, pháp giới sáng rộng thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là pháp giới sáng rộng thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy. Người ta cũng làm cho pháp giới sáng rộng thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát. Cái công đức của cái nước đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng, là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp.
Mà cái sửa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Thôi hết giờ rồi, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã gửi câu hỏi và chịu khó ngồi lại để chúng ta cùng chia sẻ những Phật pháp với nhau. Thì trong quá trình chia sẻ những câu hỏi, có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Nếu cái nào mà quý vị chưa có hài lòng thì xin cầu thỉnh ở các bậc tôn đức khác nữa để làm cho cái hiểu của mình được thêm nữa. Đời sống hàng ngày ăn, dù chúng ta ăn mặn, chúng ta cũng không nên ăn những cái con vật mà nó ngoài những con vật mà được xã hội bình thường người ta chấp nhận. Ví dụ như bây giờ xã hội bình thường chấp nhận là con gà, con vịt, con heo, con bò. Còn mình ăn con khỉ, ăn ốc khỉ, uống máu rắn, đi tìm những cái con gì mà mình gọi là uống ăn để cho nó bổ khỏe, thì nó ngoài những cái bình thường. Mà quý vị biết mình ăn mà những cái vật mà nó hiếm mà mình cho là bổ như vậy á, thì người ta phải đổ công sức, thậm chí người ta đánh đổi cái mạng người ta để kiếm cái đó về bán cho những người mình có nhu cầu. Có nhiều người á, vì bắt một cái con gì đó cho mình, rớt núi chết cũng có, chìm sông té biển chết cũng có. Mình ăn chi mấy cái con đó mà mình bổ được bao nhiêu, mà sống được bao nhiêu. Bây giờ cho mình cụ tuổi thọ cao, sống 700-800 tuổi đi, mà sống kiểu đó buồn chết, lo cho người khác không mà tới chưa tới mình. Cho nên không cần thiết. Cái hình thức đó cũng không phải là chánh mạng. Đây Phong Hòa nói nó gần gũi một chút để chúng ta thấy thế nào là chánh mạng. Phật giáo không có biểu mình là phải ăn chay trường, khuyến khích thôi. Mà mình thể hiện cái tâm từ của mình trong cái hàng ngũ Phật tử tại gia, thể hiện tâm từ bằng cách là ăn chay kỳ. Còn ai ăn chay trường rất tốt, rất tốt. Nhưng nếu mình chưa ăn được cũng không có tội lỗi gì hết. Bởi vì cái chính yếu mà Phật giáo muốn hướng dẫn, Đức Phật muốn hướng dẫn cho hàng ngũ cư sĩ tại gia là gì? Giữ năm giới, giữ năm giới cho tròn, không sát sanh trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc bê tha. Giữ năm cái đó là mình giữ vững cái nền móng hạnh phúc gia đình, giữ được cái đạo đức căn bản của một con người. Cho nên chúng ta giữ sống bằng giới pháp cũng là chánh mạng. Chánh mạng thì trong cái 8 con đường chân chánh đó, mình muốn có được niết bàn an vui. Pháp Hòa có nhiều Phật tử lên kể cho Pháp Hòa nghe đó, là chỉ một lần ăn con ếch mà thấy con ếch nó chắp tay, lúc mà nó nóng quá đó, nấu nó nóng quá đó, nó nóng quá rồi nó nhảy, mà nó hai cái tay nó đưa cà đưa vậy nè, mà ám ảnh luôn cho tới bây giờ, không nguôi được cái hình ảnh đó. Rồi quý vị biết không, khi mà mình nắm con gà mình cắt cổ mà nó đau, mà con mắt nó trợn lên, thí dụ vậy, mình thấy cặp mắt của nó rồi là ám ảnh suốt cuộc đời của mình. Ở đây là mình ít thấy cái vụ đó đó. Cho nên mình qua đây rồi là mình cái nghiệp sát của mình nó cũng giảm đi một phần nào. Tại Việt Nam là ăn tươi không à, cá lóc đang khỏe mạnh vậy mà ăn con nào cho thiệt là tươi đó nha. Rồi mình đem về mình đập đầu nó dãy dụa nó chết. Mà bây giờ quý vị Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, sư bà có nói á, nếu mà mình quán xét lại, mình nhìn cho kỹ, nghĩ cho rõ đó, thì rõ ràng mình là một người hành xác ở dưới địa ngục. Mình đang đóng cái vai gọi là ngục tốt ở dưới địa ngục, là moi ruột, móc gan, đập đầu của những cái người mà trả nghiệp. Nếu không khéo là mỗi ngày mình đang là một quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, nhổ lông, hành xác ở dưới địa, cái cảnh mà địa ngục ta diễn tả đó.
qua đây rồi thì mình giảm được cái đó. Mình ăn những cái gì mà người ta nấu. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa là không có phải là mình ăn chay trường mới gọi là tu, nhưng mình thể hiện tâm từ của mình bằng cách là mình ăn chay kỳ. Và đồng thời trong đời sống mình còn ăn mặn, đừng ăn những con vật gì mà xã hội người ta khó chấp nhận được. Chó, mèo, mấy cái con đó xã hội chưa có chấp nhận cho mình ăn như vậy thì mình không nên ăn. Và khi mình ăn như vậy là mình thấy bất nhẫn. Cái nuôi như vậy gọi là chánh mạng. Câu hỏi thứ hai: kính thầy, lần đầu tiên con được gặp thầy, được nghe thầy giảng pháp, con rất tâm đắc lời thầy dạy. Muốn cho thân tâm mình an lạc, hằng ngày cần phải hành trì sám hối. Con rất muốn làm điều này nhưng ngặt nổi, hai khớp gối con bị đau, không thể đứng lên quỳ xuống để lại sám hối. Vậy con xin thầy chỉ dẫn cho con cách hành trì sám hối bằng cách nào để thân tâm được an lạc. Con kính chúc thầy sức khỏe để dẫn dắt chúng con tu học. Sám hối quan trọng là cái tâm, còn cái hình thức sám hối là tùy theo sức khỏe của mình, tùy theo thời gian của mình, tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị đi làm 12 giờ khuya về tới nhà, bây giờ mà muốn lại Phật mà sám hối á, thứ nhất thân thể quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, thứ hai có thể là ở gia đình đang ngủ không có tiện cho mình làm cái điều đó, thứ ba mình ở một hoàn cảnh là con cái hay là gia đình mình chưa có đồng cảm với mình những cái đó. Thân thể bệnh tật cũng có, hoàn cảnh không cho phép cũng có, giờ giấc không có, thời gian không có. Cái quan trọng là cái tâm sám hối mỗi ngày mình đối trước Phật, tâm mình khởi sự sám hối. Còn hình thức như thế nào tùy. Ví dụ như cô này đứng lên lại xuống không được, quỳ lại, quỳ không được ngồi xá, còn không được nữa đứng, đứng xá. Thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật xá. Mấy ngày nay nè, Pháp Hòa bị trật cái xương lưng đó. Đâu có khom sâu được. Mà đôi lúc gặp ai mà mình xá vậy phải sám hối. Tại các vị nói, ủa sao bữa nay thầy xá kiểu không có cung kính. Pháp Hòa phải sám hối. Nói trước chứ không ai nói gì. Nhưng mà tại vì bây giờ hôm nay lên lễ Phật xá lại là không có cúi sâu được phần thôi, nó vừa đủ cái đau thôi, xuống tới nữa mà đau là ngưng ngay đó. Còn không muốn nữa thì quỳ xuống rồi lại, chứ còn đứng lên lại xuống chưa được. Mình tùy theo cái sức khỏe của mình. Mình tu như thế nào mà mình cảm thấy vừa cho mình á, là người khác sẽ vừa. Ví dụ như mình cảm thấy là mình an lạc, nhưng mà cái đó phần mình, rồi mình nhìn xung quanh người thân mình, người ta có an lạc đồng cảm với cách tu của mình không, là mình biết là mình ok. Còn mình lại Phật mà mình thỉnh chuông, mình thỉnh mỏ mà ta đi ra đi vô, ta thấy ta quýt á, ta trề môi ta, là mình biết là mình tu có vấn đề, chứ không phải ta có vấn đề nha. Mình đừng có nghĩ người ta có vấn đề, mình có vấn đề là mình tu mà không quán chiếu. Người ta vẫn bình thường, người ta không có làm gì đặc biệt, còn mình đang làm một điều đặc biệt mà mình không có nhìn lại người khác. Chứ đừng có nói trời ơi tu tu mà vậy nó tạo nghiệp chết. Mình không nghĩ là mình có phải đóng góp một phần để cho người ta tạo cái nghiệp đó không. Có đó cũng phải suy nghĩ lại. Cái đó gọi là chánh tư duy. Cái đó gọi là chánh tư duy. Và cái đó cũng là cái chánh kiến. Chánh kiến là mình có cái thấy đúng về sự việc, và từ đó mình suy nghĩ đúng đắn. Và thưa đại chúng là bát chánh đạo là một, giống như một sợi dây xích vậy đó. Nó mắt này nó móc cái mắt kia chứ không có rời rạc. Người nào mà có chánh kiến tức khắc sẽ có chánh tư duy. Vì thấy đúng là phải nghĩ đúng, mà nghĩ đúng là nói đúng, mà nói đúng là hành động đúng, mà hành động đó liên tục được đúng thì gọi là chánh tinh tấn. Và quán niệm về nó một cách đúng gọi là chánh niệm. Cho nên một cái mà đúng là các cái kia nó đúng theo, một cái mà sai là các cái khác nó sai theo. Ví dụ bấm địa chỉ vô GPS đúng là đi quẹo kiểu nào nó cũng kêu mình U-turn, thì nó cũng tìm cách nó đưa mình về đúng.
mà mình bấm số trật một con thôi, cái street sai, số nhà sai, thậm chí city mình quên chuyển, cái city mình qua thành phố khác mình quên chuyển, đi hoài đi không tới, đập máy nói sao tôi bấm đúng mà đúng số mà quên, không đúng thành phố, thấy không? Thành nữa một cái mà nó đúng là nó dẫn những cái đúng theo, mà lỡ mà có quẹo trật đi nữa nó cũng nói là nó tìm cách cho mình U-turn hay là làm cách nào đó để mình trở về đúng cái địa chỉ mà mình đã set up đúng. Cho nên một cái mà đúng thì tất cả các cái nó đúng theo. Thì ở đây á, thí dụ như Pháp Hòa nói sám hối nè, phát tâm sám hối nè, thủ tướng sám hối nè, bình đẳng sám hối. Phát tâm là gì? Tâm mình có khải phát, ăn năn, muốn phát tâm trừ nghiệp, chứ không làm vì mình thấy người khác làm mình làm theo, hay là vì một cái lý do nào gọi là có ganh tị trong đó. Vì mình thật tâm muốn sám hối nghiệp chướng của mình, dù một câu lại, một cái lễ Phật, một câu sám hối, cái đó nó vẫn có tác dụng lớn. Kính thưa Thầy, dì ruột của con đã gạt con trong vòng 10 năm để lấy một số tiền khá lớn. Đây là 10 năm tình cũ. Vì việc này mà con bị tổn thương và con đã không có đủ can đảm để gặp mặt dì con. Đã 5 năm mà con vẫn còn rất đau khổ, chưa có khả năng tha thứ và nhìn mặt dì con. Bây giờ con phải làm thế nào? Kính xin Thầy cho con một lời khuyên. Trước hết á, nó nói lên cái sự yếu kém của mình trên cái sự dũng mãnh. Tại sao người ta gạt mình? Lẽ ra người ta phải sanh tâm tàm quý, gọi là xấu hổ, không dám gặp mình mới đúng, chứ tại sao mình không dám gặp người đó? Để trong này nói là tới bây giờ mà con vẫn không đủ can đảm để gặp mặt gì con. Mình không đủ can đảm là như vậy là mình lỗi rồi. Mình có lỗi, thường là mình có lỗi mà không đủ can đảm nhìn người khác chứ. Bây giờ người khác gạt mình là người khác có lỗi, lẽ ra người ta phải tìm cách gặp mình. Nhiều khi cái người đó chưa tha thứ, người ta còn né, không muốn gặp nữa. Cái này là mình phân tích thôi, chứ còn nói nếu mà vị Phật tử này trên con đường tu tập thì mình phải thấy rằng á, người đó đã gạt mình, đã lấy một số tiền. Mất chưa? Mất tiền chưa? Mất rồi. Mà bây giờ mình mất luôn sự an lạc, sự tự do của mình. Đây là một cái lỗ lãng. Mình mất tiền thôi. Vì sao? Vì cái gì có của, cái của mình có được á, thì nó phải lọt vô 5 trạng thái mất. Một là con phá sản, hai là nhà nước trưng thu, ba là giặc cướp, bốn là lửa cháy, năm là nước trôi. Mình nghe mình nói ủa cái này nó đâu có rơi vào nào đâu. Cái này là mình bị một hình thức cướp lượt, cướp gạt. Đó là mình nói theo cái hiện tượng mình quán chiếu về tiền của không có thật. Còn nếu mà mình nói về nhân quả, biết đâu chừng đời trước mình gạt cô này thì bây giờ cô này cô lấy lại thôi chứ có gì đâu. Mà mình cũng may mắn, mình phải mừng là trời ơi đời này tôi hên quá, tôi làm đủ số tiền để trả. Chứ nếu mà mình không trả thì kiếp sau mình trả tiếp. Cho nên đã mất của là một cái khổ rồi, nhưng mà cái mất của, cái của mất khổ là cái khổ bên ngoài. Mình khổ đau vì cái của mình có mới là cái khổ cùng cực đây. Nhưng mà bây giờ thí chung, bây giờ thí dụ cái người đó không gạt gì mình hết, mình để yên trong tủ đó đó, rồi bữa nào mà ăn trộm nó vô nó lấy á, khổ không? Khổ. Mà mình sẽ nói một câu trời ơi tôi già tôi mất, tôi đưa gì tôi làm vốn, tôi đưa chú tôi thà là tôi cho bà con tôi chứ còn hơn là tôi cho người ngoài. Có nhiều cách quán lắm. Cho nên cô đừng có để cho mình bị khổ là mình bị mất đi cái tự do, cái an lạc. Và chúng ta nhớ rằng cái của cải mà chúng ta có được, nó là những của cải không có thật.
Người xưa có câu như thế này: tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của vốn là của năm nhà, không phải của mình. Quý vị nhớ, tiền là bạc. Còn nếu mình sử dụng đúng thì chỉ là tiền bạc thôi. Còn mình sử dụng không đúng thì tiền tệ. Thường thường ta kêu tiền tệ, còn không thì tiền bạc. Mới vừa gặp chị Năm, chị em gặp anh, gặp chị em gửi trả 500 tháng trước em mượn. Chị Năm mới nhận tiền xong xoay qua: ô, bữa hôm tôi mượn chị 200 cúng chùa, bữa nay sẵn có tiền tôi trả. Thấy bạc không? Vừa ta sang tay người này, qua tay người khác. Nhưng mà nhiều khi á, mình không thấy rõ được cái bản chất của tiền, thì cuối cùng tiền nó làm cho con người trở thành ra tệ bạc. Vừa tệ mà vừa bạc nữa. Tiền đó là một tờ giấy do mình đi làm, mình làm ra nó. Nhưng mà cuối cùng chính tờ giấy đó làm khổ mình hết. Chúng tờ giấy đó thôi mà nó làm khổ mình. Cho nên ở đây cô nên quán chiếu, quán chiếu rồi giải thoát cho mình. Bây giờ thôi, tôi thiếu nợ gì tôi trả. Quán thứ hai, thôi không sao, vì mình chứ có ai đâu. Phải chi người dưng nước lã họ gạt mình đau. Này vì mình là như mẹ, bà con quyến thuộc trong nhà mà. Và thậm chí mà lỡ mình để mất cái mình nói trời ơi, phải mà tôi biết này nó mất vừa tay người dưng, tôi sẽ cho người nhà của tôi. Thì thôi đây là cơ hội. Nhưng mà nhớ là bất cứ mình mất cái gì, nhưng mà nếu mình để mất luôn cái sự hạnh phúc, sự an lạc, sự tự do nơi mình là cái mất lớn lắm. Quý vị thấy á, hồi nãy có một em Phật tử đây nè, bé Thanh năm nay 23 tuổi, bệnh ung thư máu. Mà 3 năm trước là em bệnh tật quằn quại trên giường bệnh. Và nhờ trong khi nằm bệnh 3 năm đó, em nghe băng thầy Pháp Hòa và em đã tích cực sống. Và năm ngoái Pháp Hòa qua giảng ở Honolulu, em đã gặp chụp hình nhưng chưa có cơ hội để mà tâm sự nhiều. Hôm nay em bay từ Honolulu qua đây gặp Pháp Hòa. Bây giờ tay chân không có thể đi lại một cách bình thường, miệng không nói được, cầm cái phone muốn nói với thầy cái gì là bấm, nhưng mà rất lạc quan. Và em đã cho Pháp Hòa một cái message. Sư cô ni sư, ni sư Tiến Liên hỏi: con nghe pháp thầy, bây giờ con có nhớ một câu gì của thầy dạy không? Nó bấm vô liền ở trong cái máy: tu là sửa, nghiệp thì phải trả, không trả trước cũng trả sau. Ghi. Như vậy thì Pháp Hòa thưa quý vị là em nó thân bệnh mà tâm không có bệnh. Chúng ta mất của nhưng mà không để mất tâm. Xấu mặt nhưng mà không có xấu lòng. Mắt mù nhưng mà tâm không có đuôi. Mắt có nhiều người mắt người ta mù á, mà ai đứng trước mặt họ tâm tư họ nghĩ cái gì á, cái người mù biết hết. Cái người mà họ nói không được, họ bẩm sinh ra là họ sinh ra là họ đã không nói được, nhưng họ nhìn cái miệng mình nói họ biết mình muốn nói gì mà. Thưa đại chúng ở đây là những người mù á, tất cả những cái cơ quan mà công cộng là người ta đều có những chữ để cho người mù mò rờ lên cái đó để mà tiếp tục vươn lên. Quý vị thấy không? Ở một cái quốc gia mà người ta luôn luôn hướng dẫn cho con người không bao giờ give up, không có give up. Còn bây giờ mình vẫn bình thường, tay chân mọi thứ đàng hoàng hết, chỉ mất số tiền thôi. Mà mình phải mất mà không biết tiền nhiêu, nhưng mà đau khổ 10 năm là quá. Vì thôi mà làm khổ kiểu này mà không biết người yêu khổ cỡ nào nữa. Cho nên không cần thiết.
Nếu mà mình nói mình mất trong cuộc đời này, mình sẽ mất nhiều nữa chứ không phải mất tiền không đâu. Mất tình cảm nè, mất sức khỏe nè, mất sự trẻ trung nè, đủ thứ mất hết. Cho nên đó, ông Duy Ma Cật á, ông thị hiện cái tướng bệnh, chứ ông đâu có bệnh. Nhưng mà thị hiện cái tướng bệnh để chi? Ta nghe ông bệnh, ta tới ta thăm. Rồi ta thăm đó, lúc đó ông có cơ hội ông thuyết pháp. Cho nên thỉnh thoảng mình bệnh mà ai tới thăm mình á, đừng có rên không. Ai mà lại thăm, trời ơi, chắc thích chết chứ đâu còn mong chi sống. Rên không à. Mỗi người tới mình thuyết pháp cho người ta nghe, mình biết tâm tánh họ sao mình nói. Chị ơi, mấy ngày nay tôi nằm đây tôi quán chiếu, thấy không, mình lúc mình sống mình nóng nảy, mình la hét, tới hồi mình bệnh đây một câu nói cũng không nổi. Lúc sống mà giành giật đủ thứ hết, tới hồi nằm trên giường bệnh miếng nước uống cũng không trôi nữa. Trời, mấy ngày nay tôi nằm đây tôi thấy tôi quán chiếu. Nhân cơ hội đó nói cho người ta nghe. Người xưa có câu, con chim mà nó sắp chết, tiếng kêu nó nghe bi ai. Người mà sắp chết, lời nói ra thường là lời nói lầm. Điểu chi tương tử, kỳ thanh giả ai. Nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Điểu chi tương tử là con chim nó sắp chết, kỳ thanh giả ai. Trời ơi, cái tiếng kêu nó nghe bi ai lắm. Nhân chi tương tử, người mà sắp chết, kề cận cái chết, kỳ ngôn giả thiện. Lời nói của họ bây giờ bắt đầu lành hiền ra. Tại vì mình đang đứng một cái phương diện của người bệnh nói. Lúc bình thường mình ra ngoài chỉ chỗ, trời ơi, tới hồi bệnh nằm đây rồi bác sĩ kêu ngồi là ngồi, đứng là đứng, không cho ăn là không được ăn. Mình cũng có lúc chứ. Bây giờ tôi nằm đây tôi cũng quán được chuyện nữa nè. Sông có khúc, người có lúc. Tôi cũng thấy được nè. Mình dọc ngang, dọc nè, dọc nè, ngang nè. Cho nên hồi xưa người ta viết mấy câu đói, hoành phi. Hoành phi là cái bảng viết ngang vậy, là treo mấy trên trước mấy cửa ngạch cửa. Cái bảng đó là hoành phi. Hoành là đi vậy nè. Cho nên các anh nào mà kêu tung hoành đó, các anh nào mà tung á là đường dọc, hoành là đường ngang. Anh nào mà hung dữ mà quá trời, trời ơi, cái anh đó tung hoành dữ lắm. Chữ tung là nhảy theo đường dọc, mà chữ hoành là nhảy theo đường ngang. Nói theo tiếng Việt là gì? Dọc ngang. Tiếng Hán là tung hoành. Mình có tung hoành cỡ nào, có dọc ngang cỡ nào. Nhiều lúc có quà đi đám tang đó, mà những cái người mà họ làm lớn, họ có chức sắc, họ làm những cái việc mà gọi là Pháp Hòa đi đám tang, mà cái lúc mà liệm họ đó, bưng họ để vô quan tài, Pháp Hòa quán, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Một con người nghĩa là lúc sống đó, là làm đủ thứ hết, chỉ chỏ hét hò làm đủ thứ hết. Lúc mà chết nằm ra đó, ai muốn ngắt muốn nhéo, thậm chí ngậm miệng vậy nè, mà con cháu nó nói nhét giùm tôi cái hột sòn vô. Trời ơi, lấy lúc nó cứng ngắt rồi, cái xác nó cứng rồi mà nó còn lấy keo nó bôi cái miệng, mà bây giờ tự nhiên đâu đem cái hột sòn vô nhét, chịu ngậm ngọc mà không nhét vô được, nó lấy cái nhíp á, nó băng ra nó nhét vô đó. Bình thường mình nhét người ta. Cho cái lúc mà đi đám tang mà bưng cái xác chết mà để vô quan tài là cái giây phút đó, Pháp Hòa suy nghĩ rất là nhiều về cái kiếp sống của con người. Cho nên đó, nếu mà nói là, nếu mà hỏi mình đây, mình có thích tung hoành không? Dạ vậy không thích. Tôi không muốn người khác phải phục tùng tôi, nghe tôi ngóng tôi chứ. Nhưng mà
đi như gặp những cái cảnh đó rồi, con người mình bắt đầu nó phải đầm xuống. Cho nên đi hộ niệm á, cho người chết á, họ có công đức không? Công đức lớn lắm. Và cái công đức đầu tiên là ai hưởng? Mình hưởng cái công đức đó. Đi cái đám tang về, trời ơi, xìu xuống. Đường tuần đỡ lắm á. Tuần sau có đám khác. Mà hãy bữa nào mà mình quên cái đó rồi, nghe ngóng coi chỗ nào có đám tang đi tụng đó. Thưa đại chúng, có nhiều người mất do bệnh tật, không thể nào đưa ra để liệm được, mà phải để vào một cái bao ni lông zip lại. Vì cái xác bắt đầu nó có mùi, nó chảy nước. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cho mình một cái quán chiếu, một cái tư duy. Cái cảnh đó, con người mình có mắt nhìn sắc, có tai nghe âm thanh, và cái cảnh, cái duyên đó, nó làm cho mình phát khởi tâm tư. Quý vị đi vào trong nhà dưỡng lão một vòng rồi thôi, quý vị về quý vị hạnh phúc lớn lắm. Bác nào mà con cái còn thương, vô đó rồi cái về nhà dễ thương hơn nữa, không có khó dễ với con cháu. Nó còn thương mình, nó chăm sóc mình là mình mừng rồi. Rồi đi vô trong đó, nó thay rên thân phận của mình, vô trong đó rồi biết mình đã 80 về rồi mà còn lái xe đi ào ào là mừng rồi. Còn ăn biết ngon, ngủ biết được là tốt rồi. Cho nên nếu mà nói tu thiền á, chỉ cần bước ra ngoài thôi là thiếu gì cảnh để tu. Phật pháp nằm đầy dẫy trong cái xung quanh mình hết á. Cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta tư duy không. Con rất thương mẹ con, nhưng mẹ bị nghiệp cái miệng, hay nói khiến người khác buồn lòng hoặc xích mích nhau. Và mẹ bị con ma cờ bạc làm cho tính tình nóng nảy, về nhà hay la lối kiếm chuyện, khiến gia đình không vui, không ai khuyên được, lúc nào cũng thấy bản thân đúng, còn mọi người khác là sai. Con rất thương mẹ, nên con càng buồn, vì nếu mẹ con cứ như vậy là mẹ con rất khổ. Việc con theo đạo Phật hay ăn chay mẹ cũng không vui, mà vì con chưa tinh tấn nên những điều này khiến con buồn khổ. Nhưng con bệnh không thể đi đâu ra khỏi nhà, đi lên chùa hay đi đâu con cũng sợ làm gánh nặng cho người khác. Giờ con được đi mấy ngày này con rất an vui. Quý vị thấy nghe một câu chuyện rồi mình thấy, mình nhìn lại mình cho mình có phước hơn không? Phải không? Rồi mình thấy cái khổ của mình á, mình đem cho cái khổ của người khác, mình đâu có lại gì đâu, phải không? Cho nên từ đó rồi cái bệnh xa, bệnh than của mình nó cũng giảm. Quý vị nhớ cái câu của bà hay đọc á: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Cái vũ trụ này nó mênh mông như vậy mà cái nỗi buồn khổ của mình nó là cái gì? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Bây giờ mẹ đang lâm vào cái nghiệp ghiền cờ bạc, tánh tình nóng nảy, mình đâu có khuyên được. Tại vì thứ nhất mẹ là mẹ. Nghe chữ mẹ là biết là mẹ rồi. Phải không? Mình làm con là mình đâu có làm gì được. Vì sao? Nghiệp của mẹ nặng mà phước mình thì ít. Trên hình thức mình là con thì cũng khó nói rồi, chưa nói đến cái đạo lực với nhau. Thì bây giờ á, chị hay anh chỉ có thể làm một việc thôi, là tinh tấn dũng mãnh tu tập để chuyển hóa cái nghiệp của chính mình và tăng trưởng cái phước. Mà khi cái phước mình nó đủ thì nó chuyển được nghiệp của mẹ. Mình không làm được, mình phải nhờ lực, nhờ cái tha lực. Mình tu của mình có hai loại lực: một là tha lực, hai là tự lực. Mà mình muốn được cái sự, mình muốn được cái sự gọi là tha lực đó, thì tự lực mình phải tu tập. Vì mình tu tập, mình tự lực được đó, thì tự nhiên cái tha lực nó chiêu cảm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè,
Ví dụ như là bây giờ mình muốn mở một cái cửa tiệm làm ăn, muốn mượn tiền người thân mình, hay là mình xin người thân ủng hộ, cái người thân mới chưa tin tưởng mình lắm, mà người thân nói bây giờ người thân muốn thấy mình đó, khởi sự việc đó làm trước đi, rồi tôi thấy anh làm ăn sao, rồi tôi thấy, rồi từ từ rồi tôi ra tay tôi giúp. Vì mình muốn chiêu cảm cái tha lực á, là tự lực mình phải có, thì cái nó mới chiêu cảm được cái tha. Cái tha là cái bên ngoài. Cho nên á, quý vị nhớ là muốn cảm hóa hai á, thứ nhất là phải nói tới cái duyên, thứ hai là phải nói tới cái phước. Đại chúng có nhớ á, là Đức Phật cũng không độ được hết tất cả mọi người à nha. Nhớ không? Phật á, có thể biết tất cả những chủng nghiệp của chúng sanh, nhưng không thể nào độ những người không có duyên. Phật quá hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Cái chữ bất này nghĩa không có nghĩa là hoàn toàn không, nhưng mà phải chờ đến lúc duyên nó đủ. Đức Mục Kiền Liên á, Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài Xá Lợi Phất á, Đức Phật á, các vị đệ tử lớn không độ được một bà đại thí chủ ở thời Đức Phật. Vậy mà có một người độ được là chú Tiểu La Hầu La, mới có 7 tuổi mà độ được bà. Vì bà thấy chú Tiểu dễ thương quá, bà đi theo chú Tiểu về chùa, và chú Tiểu nói bà nghe, mấy thầy kia nói bà không nghe. Có không? Có nhiều khi cái duyên mà. Cho nên đó, ở đây phải nói tới mẹ con. Pháp Hòa mới vừa nói cái bài giảng đó, nhân duyên giữa mình với con cái. Có nhiều khi con lo cho cha mẹ hết sức mà cha mẹ vẫn không hài lòng, vẫn la rầy, vẫn nghe là đủ thứ, mà còn cái người kia làm khổ mẹ quá trời, mà mẹ nghe, mẹ thương, mẹ chăm sóc, mẹ đổ đằng vô. Nếu mình nhìn vô cái nghiệp lực đó, theo Phật nói là gì? Cái người con mà lo cho cha mẹ hết lòng mà cha mẹ vẫn không quan tâm đó, người con đó đến để trả nợ. Còn cái người kia là đòi nợ. Con nó có 4 dạng mà: loại báo ân, loại báo oán, loại đòi nợ, loại trả nợ. Cho nên nếu mình là một người con mà lo cho cha mẹ, mà gặp cha mẹ không có biết thương nghĩ gì mình đó, cũng không có gì buồn. Trên đời này hiện thực mình nói đó, đời này là người đời là cha mẹ tôi, thì thôi tôi có làm được gì cho cha mẹ thì tôi làm. Còn nếu quán chiếu về nghiệp duyên sâu xa, thì thấy rằng tôi đến đây để trả nợ cho cái gia đình này, cha không có gì buồn, mà vui là mình có khả năng làm được việc đó. Mấy chục năm trước gia đình con vợ chồng chia ly, con đã trải qua nhiều đau khổ. Con may mắn biết được Phật Pháp và nương nhờ Phật Pháp mà con buông bỏ được đau khổ. Con phát nguyện, nếu như những người đang lâm hoàn cảnh giống con xin chia sẻ gánh bớt khổ đau giúp. Vậy khi con phát nguyện như vậy thì có sao không thầy? Làm sao? Đã phát nguyện không sợ rồi thì giờ hỏi có sao? Thưa đại chúng, đây chính là cái tâm hạnh của Bồ Tát. Để Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện của Đức Phật. Trong kinh kể, Đức Phật có một kiếp là một người con bất hiếu. Khi mà còn sống với gia đình đó, thì rất là thương mẹ và chăm sóc cho mẹ. Một hôm á, nghe người ta đồn ở đảo Maui làm ăn khá lắm, cho nên nhất định là ra đảo để làm việc. Người mẹ nghe con mình đi, sợ con mình lâm nạn, cản không cho đi, mà người con này vẫn nhất định đi. Đến khi mà nhất định ra tới cửa thì người mẹ quỳ xuống, nắm chân của người con lại, như là cố ý là kéo chân. Thì người con này nắm tóc mẹ, lôi mẹ ra ngoài, và nhất định gọi là rứt tóc ra khỏi cái chân mình để mà đi. Thì khi mà ông trôi dạt trên cái đảo đó,
thì ông lại tấp vô những cái nơi rất là sang trọng, giàu có, đẹp lộng lẫy như tiên cảnh. Ông ở đó đâu được 5-7 ngày, rồi ông lại tiếp tục đi, mà ông lại dừng 5-7 cái chỗ như vậy, và chỗ nào ông cũng được hưởng cái sự an vui hết. Đến cuối cùng ông đến một cái nơi đó, thì ông bước lên cái chỗ đó thì hoàn toàn những cái cảnh trước kia là không giống nữa. Bây giờ ở đây là một cảnh khổ đau, chảo dầu, nước sôi, cột đồng, vân vân. Hỏi ông tên gì? Ông nói đúng cái tên đó. Thì vừa dứt lời nói cái tên đó thì ông đã thấy cái thân của ông đang nằm trên cái đống khổ đó, hai tay giang ra, lửa cháy phừng, đầu thì niền sắt, vân vân. Ông mới xây qua, ông hỏi tại sao tôi gặp cảnh này. Thì ông được biết 6-7 cái cảnh vui trước đó là phước của ông. Trong 6-7 năm qua ông đã hầu cho mẹ, chăm sóc cho mẹ bằng cái tấm lòng của mình. Nhưng mà cái đó nó ngắn, cho nên hưởng phước mỗi chỗ một chút thôi. Đây là cái chỗ ông trả cái quả mà ông bất hiếu. Và tôi cho ông biết rằng những người xung quanh đây đều là những người cùng nghiệp với ông hết. Lúc đó ông thấu, ông nhìn và ông thấm được cái khổ của tất cả. Ông phát nguyện: tôi xin phát nguyện thay thế cho tất cả những người con bất hiếu trên đời này chịu những quả khổ. Thì khi ông vừa dứt lời, xiềng xích, lửa đập, tất cả xung quanh ông biến mất hết. Thì cái câu chuyện đó đó, nó muốn nói cái chỗ này nè. Khi chúng ta khổ, chúng ta thấu đáo được cái khổ của những người cùng cảnh ngộ với mình, mà mình phát nguyện giang tay trợ duyên, giải khổ hay là chịu khổ cho họ. Mặc dù mình vẫn khổ, nhưng trong lòng, tận trong tâm can mình có vui không? Vui. Tại vì trọn được cái nguyện của mình. Mà khi mình càng làm thì mình lại càng hạnh phúc, là vì mình thấy mình đã cứu được những người cùng cái khổ với mình. Cho nên đó, khổ chừng nào thì nguyện lực càng sâu là như vậy đó. Càng khổ nguyện càng thâm. Chữ thâm là sâu đó. Cho nên đó, tại sao Đức Phật phát được cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Biết tại sao không? Và Ngài lấy cái gì để Ngài phát được cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Vì Ngài lấy cái khổ thứ nhất là khổ đến, thấy chúng sanh khổ, cho nên mới phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Như vậy thì cái đối tượng để phát nguyện cái câu đó là đối tượng của đối tượng gì? Khổ. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, khổ chừng nào mình tu dữ chừng đấy, đúng không? Mình mà khổ ít coi tu lai rai, tu sơ sơ, khổ nhiều chừng nào tụng kinh dữ dội chừng đấy. Mình mà khổ đó nghe, bây giờ kinh Lương Hoàng Sám mà dày 10 cuốn kiểu này, mà nói mà lại mà hết nghiệp cũng lại nữa. Nhưng mà bình thường mà vui mà vô chùa tụng thời kinh cứ lật hoài sao không thấy hết. Còn người mà khổ là tha thiết tụng, không có gì sai hết. Không có gì sai hết. Tại vì khổ là đối tượng để tu, khổ là đối tượng để phát nguyện. Cho nên là Đức Phật phát nguyện thấy cái khổ của chúng sanh vô cùng vô tận, cho nên Ngài nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thấy cái nguyên do tạo khổ của chúng sanh vô cùng vô tận, cho nên Ngài nguyện câu thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện độ. Thấy được con đường vắng mặt của khổ là một cái gì kỳ cực của hạnh phúc, cho nên Ngài phát nguyện sao? Pháp môn vô lượng thệ nguyện độ. Thấy được cái chỗ con đường đi đến quả vị hết khổ cùng cực, cho nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vậy tứ hoàng thệ nguyện nương vào đâu mà phát bốn lời này? Nương vào tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Mà quý vị thường tụng đó,
Dịch cái bài đó lại cho gọn: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Bốn câu đó là bốn câu diễn đạt dịch nghĩa của bốn câu tứ hoàn thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện đó. Cho nên vị Phật tử này á, chia tay với người thân của mình, chia tay với người phối ngẫu của mình mà thấu được cái đau đó, cho nên xin nguyện chia sẻ với những người phụ nữ nào mà cùng cảnh ngộ với mình. Đó là phát tâm, phát nguyện. Hỏi có sao không? Chắc sợ là không biết làm vậy có được không em. Nếu mà tâm lượng mình đủ lớn, đủ từ bi thì không có gì không được. Có điều là mình có đủ năng lực để chịu đựng không thôi. Mà một khi mà đã phát nguyện rồi thì nhất định đó, các vị mà thiện thần sẽ gia hộ cho mình để cho nguyện lực mình được trọn. Quý vị thấy hai ni sư là phát nguyện về đảo này ở nè, hai mấy năm rồi. Từ một căn nhà lụp sụp mà ha, 10 năm trước Pháp Hòa tới đây nè. Vậy mà bữa nay là khác rồi, phải không? Cái này gọi là gì biết không? Tu là trước khổ sau vui. Phật dạy có bốn dạng người nha. Một là trước khổ sau vui, hai là trước vui sau khổ, ba là trước vui sau vui, bốn là trước khổ sau khổ. Thì mình ở trong cảnh nào? Kính thưa Thầy, con vẫn thường nghe câu y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết mà không hiểu rõ nghĩa lý, xin Thầy Quan Hỷ dạy cho. Cái câu này Pháp Hòa giải thích cũng mấy lần rồi. Thì cái câu là nếu y theo kinh mà diễn giảng thì nói oan cho chư Phật ba đời. Nếu mà mình lìa kinh một chữ mà mình nói pháp thì mình với ma nói giống nhau. Vậy thì câu mâu thuẫn quá. Y theo Phật mà nói thì nói oan cho Phật, mà lìa kinh mà nói là nói theo ma. Vậy nói sao cho đúng? Nói sao cho đúng? Cái câu này chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, tất cả các cái pháp nó đều là Phật pháp. Có những cái không Phật pháp, nhưng mà với cái nhìn của Phật pháp mình cũng có thể nói thành ra Phật pháp. Còn nếu mình y như vậy mình nói là mình nói đúng. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như nãy giờ cái câu hỏi của một người nào đau khổ lên nói đi, mà tự nhiên mình đọc xong câu hỏi mình hiểu được cái đó, cái mình nói tôi khuyên cô đừng có hút thuốc, đừng có uống rượu, đâu có dính dáng gì câu hỏi đâu, phải không? Nhưng mà khuyên đừng hút thuốc, khuyên đừng uống rượu có đúng với giáo lý không? Đúng. Nhưng mà nó đúng với bệnh không? Không. Thì thành thử nói đúng chân lý mà không hợp với người được, có phải nói này không, này Phật nói và tôi nói lại, nói oan cho Phật. Bệnh nào nói thuốc nấy chứ, người ta bệnh gì mình nói cái đó chứ. Cứ một cái thứ bệnh mà gặp ai cũng nói nó không, tôi nói lời Phật. Cho nên Đức Phật hay lắm. Trước khi Đức Phật mất, Ngài có nói cái này nè: điều gì mà trong luật giới chưa nói, mà sau này các thầy sống ở một quốc độ nào mà nơi đó nó thành ra cái điều mà mọi người phải tuân thủ, thì các thầy phải tuân thủ. Phong Hòa ví dụ, Đức Phật chưa có thế một cái giới là không được lái xe nói phone. Bây giờ thời Phật không có cái chuyện đó. Rồi bây giờ luật người ta ra, người ta nói lái xe không được nói phone, không được bấm GPS. Mình nói không, tôi là đệ tử Phật, tôi chỉ tuân thủ giới của Phật thôi. Phật không nói cái này tôi cứ làm xả láng. Nói y như kinh Phật phải không? Nhưng mà nói oan cho Phật. Nhờ Đức Phật mới nói là bây giờ người ta nói là cái mà không được nói phone là điều cần thiết phải làm, dù không phải là lời Phật nói, nhưng nó là một luật mà được tất cả mọi người thấy hợp tình, hợp lý và tuân thủ, thì chúng ta phải tuân thủ dù đó không phải lời Phật. Mà Đức Phật đã nói rồi, cái gì mà không còn phù hợp không cần theo, cái gì mình làm nó phải phù hợp.
Thì thưa đại chúng là ở cái đảo Hawaii này nó có những cái luật lệ của đảo. Rồi quý vị đi về Oklahoma, quý vị cất nhà nó có luật lệ của Oklahoma, bởi vì ở đó là tornado rất là nhiều. Mình cất nhà phải theo một cái số luật nào đó căn bản để bảo vệ sự an toàn của mình. Cho nên nếu mình y ở đâu mình cũng nói hết, có phải nói oan cho Phật không? Nhưng mà mình lìa một chữ mình nói mà không nương vô giáo pháp mà nói đó, thì coi chừng mình nói không có đúng chánh pháp. Vậy thì cái mà nương theo lời Phật là nói cái gì? Tùy bệnh cho thuốc. Tùy bệnh cho thuốc. Thưa đại chúng, cái tướng của con trâu, mình nhìn đó là mình kêu con trâu, nhưng mà có cái chỗ nào của cái con đó gọi là trâu không? Có không? Không. Chỉ cái này kêu sừng, chỉ kêu kêu mỏ, chỉ kia kêu tai, không có một cái nào của nó mà được tên là trâu hết. Nhưng mà hợp những cái tướng đó lại và tất cả mọi người đồng với nhau gọi là con trâu. Dù mình giáo lý của mình rất siêu, mình thấy nó không hề có cái trâu gì cả, cũng không thể nói đây không phải con trâu. Người ta nói con trâu thì mình phải nói con trâu. Người ta nói đó là con ngựa, mình cũng phải theo đó mà nói ngựa. Trong kinh Phật nói gì biết không? Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Mặc dù chân lý mình thấy con trâu, con bò, con nào cũng là không có tướng thiệt của trâu bò gì hết á, chẳng qua mình đặt cho nó cái tên thôi. Ví dụ như quý vị gọi cái này là lá dừa, hỏi cái gì của cái này kêu là lá dừa? Không có. Không có cái gì của nó để gọi là dừa hết, mà tại dừa là do mình đặt. Mình đặt cho nó một cái tên. Rồi bây giờ Pháp Hòa tới chùa này, Pháp Hòa nói Bát Nhã, đi ra cắt cho tôi một cái lá dài dài xanh xanh, đem vô tôi đi cắm hoa. Phải lá dừa không này? Không, nó không phải lá dừa, vì nó không được làm được cái gì gọi là dừa hết á. Đi suốt buổi người ta không kiếm ra được. Bây giờ người ta ở đây người ta kêu nó là lá dừa, thì mình phải gọi là lá dừa. Mình ở quốc độ này người ta kêu sao mình kêu vậy chứ. Rồi bây giờ một tuần lễ người ta là 7 ngày, ngày xưa tuần lễ là 10 ngày. Không theo, nói không, tôi tuần lễ 10 ngày, bữa nay thứ mấy, bữa nay thứ 8. Rồi ngày mai thứ 2, thứ mấy, bữa nay thứ 9. Ta không biết mình nói gì hết trơn. Mình nói như vậy là mình theo một cái giáo lý gì? Thế giới tất đàn. Thế giới gọi cái đó là cái đồng hồ. Và người ta hiện nay thế giới đang xài giờ 24 tiếng. Thế giới không còn xài tí sủ dần mẹo gì nữa hết. Hỏi mấy giờ thầy? Giờ tí. Khuya nay tôi hẹn anh nửa đêm giờ tí ba khắc nha. Không ai biết mình nói gì hết. Trong giáo lý đạo Phật, mình nói theo thế giới, mình gọi theo thế giới, gọi là thế giới tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu, là thành tựu. Bây giờ này mấy cái nhà hàng chay á, ghi một cái bản menu bằng tiếng Phật giáo rất là hay: cơm niết bàn, gỏi bát vị, rau giải thoát. Trời ơi, nó nghe xong nó hỏi: ổ cơm niết bàn là cơm gì vậy anh? Anh có biết cơm chiên Dương Châu không? Rồi xong, người ta đã ăn cơm chiên Dương Châu rồi, người ta biết cơm Dương Châu nó có cái gì trong đó. Anh chỉ cần anh nói gọn một câu là cơm chiên Dương Châu mà chay, làm ta biết anh nói gì rồi. Anh đặt cơm niết bàn, rồi ta hỏi cơm niết bàn là gì? Dạ giống cơm chiên Dương Châu á. Thật ra muốn đặt cái gì cũng được hết, mà thế giới người ta không gọi như vậy. Mình gọi thì cũng được thôi, nhưng mà nó không phù hợp. Mấy sư khất sĩ Nam truyền, nó đúng nghĩa là chân đạp đất, đầu đội trời. Nhưng mà qua xứ này rồi mình phải mang dép, mang giày chứ.
Rồi ví dụ như mình quấn y hở cái tay mà đi qua Canada tháng 12 lạnh 40 độ hở được không? Mình phải biết. Cái đó gọi là vị nhân tất đàn. Con người người ta sống vậy, mình sống vậy. Thế giới ta gọi vậy, mình gọi vậy. Không có làm khác. Nhưng mà trong cái thế giới đó, trong con người đó người ta vẫn làm vậy. Mình phóng cái ánh sáng của Phật Pháp, của chánh niệm vô, mình chuyển nó được không? Vẫn làm như vậy đó, mà đầy Phật Pháp ở trong. Có gì đâu cũng được. Ngày xưa là mỗi thầy ba y nha. Đi đâu cũng xách ba y theo. Y hạ, y trung, y thượng. Bây giờ quý vị biết không? Quý thầy đi đâu xách một cái y là gì? Thật ra bộ đồ hoặc họ ở trong là y hạ. Cái áo tràng này mặc là y trung. Cái y đắp lên tụng kinh là y thượng. Vẫn đủ ba y vậy. Chứ đâu phải gom đủ ba cái sắp giải đó đem vô cái vali mới kêu là ba y. Bây giờ mình quấn xà rông hai ống để đi cho nó dễ. Hiểu ý không? Cho nên tất đàn nghĩa là thành tựu. Vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn. Nhưng mà tất cả mình làm, mình nói chỉ vì muốn thành tựu. Bây giờ một đứa con nít, mình muốn thành tựu đứa con nít không? Nó hiểu Phật Pháp, mình phải nói tiếng Anh. Nó không, tôi người Việt. Lại đây con, má giảng cho con nghe Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Việt. Mình giảng Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh chưa chắc nó đã hiểu. Bây giờ Phật tử mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh ai cũng là như như cháo. Nhưng mà hỏi những cái nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh á là như cơm khô. Vì mình tụng mà đâu có hiểu nói gì đâu. Mình vẫn biết sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhưng mà kêu mình ví dụ cái gì gọi là không tức thì sắc, sắc tức thì không, mình nói không có được. Rồi hỏi thế nào là bất tăng bất giảm, nói không được. Hiểu mà không nói được. Cho nên đó, nói cái gì nói cũng được hết á. Nhưng mà nương vào lời Phật mà nói, mà quyến chuyển lời nói đó, tuy rằng không đúng bài mà nhưng mà không lìa ý kinh, là mình đâu có nói quan cho Phật. Còn mình nói y hệt y chang mà không hợp với ai hết trơn á thì sao? Nói quan Phật. Bây giờ Pháp Hòa mời đại chúng là sáng nay tụng kinh nha. Rồi quý vị mới bắt đầu vô ngồi tụng. Nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng báo bảo quan, quan trung giọng xuất thiên diệp bảo liên. Rồi cũng tụng vậy đó. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Mô Đà Tỏa Tát Đát Tha Bậc Đà Cũng Tri Sắc Ni Sam Mô Tát Bà Bậc Đà Bậc Địa Tát Đa Bệ Tể Tát Bậc Đà. Quý vị vẫn tụng mà quý vị không hiểu nói gì hết trơn. Nhưng bây giờ Pháp Hòa tập họ quý vị lại và thưa đại chúng, sáng nay mình tụng kinh Phước Đức. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Hiểu không? Hiểu. Vậy thì Pháp Hòa vẫn tụng kinh tiếng Việt mà đâu phải là lìa Phật đâu. Tụng cái gì quý vị hiểu chứ? Quý vị hiểu đến cái câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan không? Mình nếu mình rời kinh mình nói quan cho Phật ba đời, là vì mình đem những cái giáo lý mà nó không phù hợp với người đó, người nghe. Đạo Phật dạy chúng ta nên sống đơn giản, không cầu kỳ. Vậy tại sao chúng ta có những ngôi thiền viện hay chùa xây quá lớn, hoành tráng quá à, trời ơi cái câu này còn dữ dội à. Hoành tráng quá chà bá luôn. Pháp Hòa cũng biết chà bá là cỡ nào à. Nếu chúng ta dùng tiền đó làm thiện nguyện cứu độ có tốt hơn không? Xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Thưa chỉ dạy thì không có dám. Thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ thôi. Thật ra ở trong thế giới của con người này
Không phải chúng ta chỉ nghèo cơm áo gạo tiền, mà có những chúng sanh người ta không có khổ cơm khổ gạo, mà người ta khổ tâm khổ trí. Mình là một cái người á, nước từ rưới khắp tam thiên, mênh mông biển hạnh, lời nguyền độ tha. Thì chỗ nào chúng sanh cần bất cứ phương tiện nào thì mình độ họ bằng phương tiện đó. Không ai bắt mình xây chùa to Phật lớn. Nhưng có những người, người ta phát tâm, người ta chỉ muốn cúng dường để xây chùa đúc tượng, vì đó là bổn nguyện của người. Nhưng ngược lại có những người bổn nguyện của họ là cứu vớt những người khổ đói. Mình là người hành Phật sự không giờ phút chán, tám pháp môn tu tám vạn điều thông. Ai đưa mình tiền muốn mình làm ở mục nào mình sẽ làm mục đó. Để làm gì? Để gọi là tùy thuận cái sở nguyện của chúng sanh. Bây giờ ví dụ có những người, người ta không muốn cúng từ thiện, người ta chỉ muốn cúng chùa thôi, ta xây chùa, ta đúc tượng Phật. Bây giờ mình không làm thì tiền đó người ta đi casino, người ta làm những việc khác, thì mình muốn họ làm cái gì? Thôi thì bây giờ cửu giả hằng thuận chúng sanh, chúng sanh phát tâm làm gì, cần gì, mình hằng thuận chúng sanh làm điều đó, miễn là điều đó không sai với đạo đức. Nếu mà chúng sanh đó nói thầy, bây giờ con dư 100 ngàn, thầy á, đầu tư giùm cho con, có cái quán cà phê dưới này mà con đứng tên nhiều quá không được, thôi thầy đứng tên giùm con, không tùy thuận cái đó được, tán phái cái chuyện của mình. Nhưng mà nói bây giờ con dư 100 ngàn nè, thầy giúp cho con làm từ thiện. Mà thưa đại chúng, làm từ thiện có nhiều người từ thiện cũng chọn rồi nha. Tôi á, làm từ thiện á, cho mồ côi thôi nha, người nghèo tôi không cho. Có nhiều người từ thiện có điều kiện à. Tại sao biết không? Họ nói nghèo chứ chưa đến nỗi, nghèo thôi mà chứ đâu có đói. Tôi cho mồ côi thôi, mà tiền đó mình cho người khác họ buồn, họ không muốn, họ chỉ muốn cho mồ côi thôi. Thậm chí nói tôi để dành tiền này chỉ mổ mắt cho người mù thôi nha, đem đi chỗ khác là không chịu. Đó từ thiện thôi. Mà người ta còn chọn từ thiện loại gì nữa đó. Mà đã là từ thiện thì thiện từ lòng từ, việc thiện làm từ lòng từ, gọi là từ thiện. Mình thấy điều đó thiện, mình phát nguyện mình làm, gọi là thiện nguyện. Người có thiện nguyện đi làm từ thiện, các thầy hoàn toàn không có đồng nào hết, nhưng mà từ thiện của các thầy là biết lấy tiền của các thiện nguyện đi làm từ thiện cho các vị, tùy theo tâm nguyện của các vị. Có một lần người ta hỏi Pháp Hòa chứ, con thấy những chỗ khác người ta tổ chức hiến máu, sao không thấy đạo Phật tổ chức hiến máu? Pháp Hòa mới nói thì thôi bây giờ ai cũng hiến máu thì để Phật để máu để làm chuyện khác. Chứ là thấy người ta hiến máu mình cũng đi hiến máu mà sanh dờn hết rồi làm gì? Có những người người ta hiến máu rồi, thôi mình hiến cái khác, phải không? Cho nên đã là từ thiện, là thiện nguyện thì không nhất thiết phải là cái gì. Cái gì mà làm lợi ích chúng sanh đều là thiện nguyện hết. Bây giờ nếu mình không xây một ngôi chùa, làm một cái trụ điểm để cho chúng sanh quy tụ thì khổ ta không biết tới đây. Bây giờ nếu chỗ này mà không có cái chùa này thì khổ nó đó. Ồ, ở dưới phố đâu có quán bà vui lắm, thì họ ta xuống đó ta không có cái chỗ để người ta gửi gắm khổ đau. Người ta nghĩ là người ta xuống đó ta gửi được, mà ai người ta gửi tiền, gửi sức khỏe, chứ còn khổ đau gửi không ai nhận đó. Cho nên mình nói như vậy để đại chúng thông cảm. Đó là Pháp Hòa nói á, chúng sanh mình á, cái nhu cầu đủ thứ hết á, từ cái đời sống tâm linh cho đến vật chất hàng ngày. Cũng một cái lon gạo à, và cái mục đích là để ăn cho no, mà quý vị thấy không, không bao giờ ăn một lon cơm đó để no đâu. Lấy gạo
xay nó ra làm bột, rồi đổ nó ra làm cái bánh mới chịu ăn. Khổ không? Mà hồi nãy nó là gì? Nó là gạo, rồi phải nấu cơm ăn cái nó gọn hơn rồi. Không, ngâm, rồi xay ra, rồi đổ vô khuôn, kêu cái ọt, kêu bánh khọt. Rồi bỏ một chút màu vô vậy đó, rồi cuốn ra, rồi chấm vậy đó. Hỏi gì đây? Bột gạo làm từ gì? Bà gạo. Mà ăn chén cơm là không chịu. Tới nó nhu cầu mà. Một cái ăn thôi mà mình cũng phải quá trời đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mà nếu hai ngày ở đây mà đãi quý vị ha, hồi sáng quý vị ăn cái gì? Ăn rau xào, tàu hủ ki quấn rong biển kho. Mà nếu hồi trưa ăn vậy ha, chiều nay ăn vậy ha, trưa mai ăn vậy ha, chiều mai ăn vậy ha, mai mốt chùa Từ Hạnh mà gửi thơ ra mời khóa tu đó thôi. Tôi tới chùa Từ Hạnh rồi, một lần tôi từ giả luôn. Nhu cầu chúng sanh. Pháp Hòa thưa vậy đại chúng có nắm được ý không? Tùy. Và thưa quý vị là thí dụ như bây giờ á, mình treo ở trong nhà mình một cái bức tranh, một cái chữ gì đó, thì người ta đi ngang ta vẫn đọc. Nhưng mà nếu một cái chữ nào đó mà nó có tính cách hướng thiện, hướng thượng cho người ta, cái câu đó có tác dụng lớn. Ví dụ câu này: Peace in one soul, peace in the world. Nghĩa là một người có hạnh phúc, có an lạc thì an lạc cả thế giới này. Nói theo tiếng Việt là tâm bình thế giới bình. Thì cái người ta đọc cái câu này, tự nhiên người ta phát triển cái hiểu của người ta và cái tu tập của người ta. Người ta có quyền đi mua bất cứ bức tranh nào về người ta treo, nhưng mà có những bức tranh nhìn ngó vậy thôi chứ không có gì hết đó. Nhưng mình treo một bức tranh của Phật, của Bồ Tát á, ai đi ngang nhìn Quan Âm đó, không nói ra bằng miệng mà trong lòng cũng khởi cái ý Quan Âm. Mà người ta đi ngang ta hỏi: chị cái này là cái hình gì của ai vậy? Ồ, đây là Quan Âm Bồ Tát. Miệng mình nói được chữ Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì cái hình đó nó có tác dụng, nó giúp cho người ta thanh tịnh con mắt, thanh tịnh cái miệng, qua nói hiệu của cái vị đó, nhìn thân tướng của vị đó. Khi mình phạm giới, nhất là number 3, mình phải làm sao để sám hối, để mình được tha thứ. Thưa đại chúng, nhà Phật mình có câu gì ai nhớ không? Tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Tội từ đâu khởi? Từ tâm khởi. Thì cứ cái tâm đó mà sám hối. Nếu mà tâm tịnh rồi á, thì cái chữ tội liền tiêu này không có nghĩa là cái tội trước nó tiêu nha, mà cái nhân tội nó tiêu. Tâm mà tịnh rồi là nhân tội nó sẽ tiêu, không còn nghĩ tưởng nữa. Và cái tâm móng khởi về nó gọi là tội tiêu. Do tâm tịnh cả đều không. Tại sao? Vì mình thấy đó là cái sai, cái quấy, cái dở, cái ràng rỡ chúng ta không làm. Cho nên cái câu đó, ngay câu đó là đủ cho mình để hiểu được cái ý nghĩa sám hối. Rồi cô, chỗ sao còn hả? Tưởng đâu hết rồi chứ. Thưa thầy, nhận một thầy làm sư phụ và đi theo sư thầy đó là như thế nào vậy thầy? Con muốn theo thầy nào con phải hỏi thầy đó, tại mỗi thầy có một cái policy riêng. Nếu Phật tử muốn thọ Bồ Tát tại gia giới thì phải làm sao? Ở đây có quý vị nào biết Bồ Tát giới không? Có biết không? Quý vị nhớ Phật giáo có ba câu: không làm các việc ác, nên làm các việc lành, rộng độ khắp chúng sanh. Khi mình thọ ngũ giới, năm giới, đó là mình thực hiện câu thứ nhất là bỏ tất cả điều ác,
bằng chứng nè, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu là bỏ ác. Rồi bước lên thứ hai là thọ 10 điều lành nè, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không đâm thọc mà nói lời hòa giải, không nói lời ác mắng rủa mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà nói lời có ích. Ý mình thì giảm tham, giảm sân, giảm si. Mà muốn giảm tham á thì phải tập và tri túc, biết đủ để giảm tham. Muốn giảm sân thì phải quán từ bi. Muốn giảm si mê phải tu trí tuệ. Đó là bước thứ nhì, là làm tất cả việc lành. Rồi khi nào mình bước lên thềm thang thứ ba là rộng độ khắp chúng sanh, là thọ Bồ Tát giới. Như vậy điều kiện thọ Bồ Tát giới là phải có gì? Một là phải có tâm Bồ Đề, hai là phải có tâm từ bi. Tại sao phải có tâm Bồ Đề? Tại vì mình có tâm Bồ Đề rồi á, thì cuộc đời này khổ não trong gai cực nhọc cỡ nào mình không có thối lui. Tại vì mình là Bồ Tát thì phải phát tâm Bồ Đề cho dũng mãnh. Vượt đã là Bồ Tát á, thì phải có lòng từ bi là gì? Cứu độ chúng sanh. Mà thưa đại chúng, cứu độ chúng sanh dễ hay khó? Khó lắm. Nhiều khi thương chúng sanh mà chúng sanh không có thương mình, chửi lại mình không giúp người mà người không có biên ơn mà quay lại còn hại mình. Bồ Tát có thối lui ở con đường đó không? Nếu mà không thối lui thì mới đủ cái điều kiện thọ Bồ Tát, là phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ rộng lớn. Mà thể hiện cái điều đó là phải gì? Phải ăn chay trường. Mặc dù không có nhiều vị đó là không bắt buộc ăn chay 2 ngày 10 bữa được rồi, nhưng mà không thể. Tại sao? Bây giờ nói là Bồ Tát là phải cứu giúp. Bây giờ người ta tới, người ta xin mình đó, một lần người ta xin tiền, mình không có tiền mình cho. Cái điều này là mình không có thể cãi được, tại mình không có tiền. Nhưng mà cái ăn là cái mà mình control được. Cái ăn là cái tự thân của mình. Mình không có cho được cái gì hết, nhưng mà ít nhất mình cũng cho được cái miếng ăn. Bồ Tát là nói lòng từ bi, mà ngày nào cũng ăn chúng sanh hết thì sao kêu Bồ Tát? Có phải không? Cho nên cái điều kiện thọ Bồ Tát giới căn bản nhất là phải có ăn chay trường, tâm Bồ Đề phải vững và lòng từ bi phải lớn. Cả hai cái kia là do mình huân tu, từ từ nó phát triển. Còn cái trước mắt mà phải thực hiện cho được là phải ăn chay trường, vậy thôi. Còn nói là thôi tôi thọ Bồ Tát giới là tôi ăn chay 1 tháng 2 ngày được rồi, ai bắt mình đâu, phải không? Nhưng mà cứu độ chúng sanh đâu không thấy, mà thấy mỗi ngày chúng sanh độ mình rồi đó. Chúng sanh nào cũng phải hy sinh cho mình hết thì thôi không xong rồi. Còn có một thắc mắc không hiểu là trong kinh Pháp Hoa và các kinh khác, Phật thuyết là tất cả đều không, nhưng duy có kinh Đại Bát Niết Bàn và phải chấp có. Xin thầy giải thích cho con. Dạ thưa đại chúng, Đức Phật đã xác định cái chữ không mà đại chúng cần hiểu cho rõ, mà qua hay nhắc hoài là đừng bao giờ hiểu lầm là không có gì hết. Mà chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh luôn luôn nói với chúng ta là không thật có. Hai cái đó nó khác nhau. Không có gì hết nghĩa là nothing. Không thật có là not real. Mà Đức Phật muốn nói là not real chứ không phải là nothing. Không phải là không có gì hết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Hư không có không? Nhưng mà nắm bắt được hư không không? Như vậy thì ai nói hư không là không? Không nói được. Nói không sao nó có đấy? Mà nếu nói có sao nắm được? Vậy thì cái hư không này là thuộc dạng gì? Chân không diệu hữu. Chân không là nó là cái không thật có, nhưng mà nó có một cách rất màu nhiệm. Lấy cái radio ra đây, ghim điện vô là nó bắt sóng ngay, mặc dù không thấy có bất cứ một cái gì ghim vô nữa. Cái thân này là không, nhưng mà cái không này là không phải không có gì hết. Không có gì hết sao ngồi đây? Thì phải thấy rằng thân này là có mà không thật. Nếu nó thật là nó không thay đổi. Còn nó thay đổi thì phải nói nó là có mà không thật có. Vậy thì Niết Bàn Kinh muốn nói với chúng ta là cái có của diệu hữu, phải không? Còn nếu mà hơn nữa đó, vì phương tiện độ với chúng ta, nếu nói có Niết Bàn, nếu nói là có Niết Bàn là để chúng ta hiểu rằng đưa cái tâm mình tới một cái có đó,
Đến khi mình đạt được Niết Bàn rồi thì chừng đó mình không có cũng không sao. Tại vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm, một trạng thái của tâm, chứ đâu phải là cái nơi chốn để mình tới. Nhưng mà giờ mình chưa biết, chưa hiểu thì phải lấy Niết Bàn ra để nói. Nói Niết Bàn có Niết Bàn. Nhưng mà khi mà mình thấu đáo được cái chỗ đó rồi thì không cần giải thích Niết Bàn, mà mình đã nhận ra được Niết Bàn. Vì Niết Bàn là sự an lạc, sự thảnh thơi, sự giải thoát. Ví dụ như bây giờ là nghe dẫn quý vị đi qua đảo, mà thiệt sự nói đi qua đảo chứ có đi gì đâu, toàn bay không à. Mà ra được tới đảo rồi thì đấy. Cho nên á, cái không mà nhà Phật muốn nói là cái không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Phật thuyết phàm sở hữu tướng giai thị hy vọng, kể cả vũ trụ và thế tái ta bà này, về thế giới cực lạc và thế giới Phật Đông Phương Tây Nam Bắc thế Phật khác, có phải là hình tướng rồi phải không? Phải bị hư vọng không thầy? Nó tùy theo phước báo. Ví dụ như á, ở cái cõi này là tất cả mọi cái tướng á, nó thành tựu là do nghiệp, do nghiệp, do oán thù, do oan trái. Nhưng mà có thể ở những thế giới khác đâu phải do nghiệp mà do công đức tu hành. Quý vị hiểu không? Mà cái chỗ gì mà thành tựu bằng công đức tu hành thì cái thế giới đó bất khả tư nghị. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái nhà mà hai vợ chồng hùng tiền lợi mà mua đó, với một cái ngôi chùa mà bá tánh mà hùng lại mà cất á, cái nào last long hơn? Cái này. Tại vì sao? Cái chùa này là thành tựu bởi cái nguyện vọng và của tất cả tâm lành của chúng sanh, cho nên không ai có quyền bán chỗ này hết á. Nhưng mà cái nhà mà hai vợ chồng mà tạo nên á, chỉ có thể bán trong vòng một tiếng đồng hồ. Vậy thì nó cũng hình thành bằng nghiệp. Cái này cũng thành thành là nghiệp, nhưng mà nghiệp thanh tịnh, cho nên cái sự có mặt của nó bất khả tư nghị. Mà quý vị thấy bất khả tư nghị thật. Tự nhiên hai sư cô đâu có đi làm, không có đi làm có gì hết á. Mấy thầy xây chùa quá trời quá đất mà có thầy nào đi làm đâu. Vậy thì quý vị thấy cái thế giới một ngôi chùa đó tạo có phải là bất khả tư nghị không? Do công đức. Còn cái nhà mình mà tạo ra là do mồ hôi nước mắt của mình dựng lên, và trong đó có ngã chấp của tôi có trong đó nha. Ông lạng quảng là chia hai. Cái này là không, cái này là do nghiệp tạo. Pháp Hòa ví dụ vậy để quý vị thấy được hai thế giới. Cái có những thế giới mình không tới đó mình không dám bảo đảm, đúng không? Nhưng mà nói là nếu mà nói cái gì mà có tướng là hư vọng là đúng. Thí dụ như thế giới cực lạc có hư vọng đi nữa, nhưng mà cái sự hư vọng đó cũng bất tư khả tư nghì lắm. Tại sao? Tại vì chúng sanh hiểu được cái chỗ đó cho nên còn mất chẳng bận lòng. Còn cái thế giới của mình á, còn mất thì rất là bận lòng và rất là khổ đau. Đừng có nói mất nhà mất cửa nha, mất bộ đôi dép thôi. Đi chùa mới mua đôi giày 200-300 gì đó mang thôi, mà ra ngoài mà ai mang lộn một cái rồi là thôi trời đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình nói hai, nếu mà nói về cái sự tồn tại, cái tồn tại của công đức mà làm nó khó khác hơn cái công đức cái mà do chúng ta làm. Câu cuối cùng nha. Chưa, thôi mai, để dành mai. Tại vì mai mình còn sinh hoạt nữa mà. Dạ, không mà để dành để cho ngày mai. Thì thôi thưa đại chúng, tối hôm nay mình đã sinh hoạt bằng một cái thời trả lời những câu hỏi. Thì ở đây nè, Pháp Hòa muốn nói thêm một chút để cho đại chúng hiểu nè. Ví dụ như tất cả chúng ta họp mặt hôm nay, đây là một sự hình thành phải không? Đấy. Nhưng mà cái sự tụ họp này nó sẽ tan rã không? Tan rã. Nhưng mà ngày mai hay ngày mốt mình tan rã mà không hề có khổ đau.
Tại vì mình đã đến đây bằng tâm niệm thiện lành thì mình ra đi cũng bằng tâm niệm thiện lành. Còn sự kết hợp của chúng sanh mà kết chùm lại là toàn có điều kiện. Anh có thương tôi không? Em có thương tôi không? Gật đầu rồi ông kia mới tuyên bố. Mà hãy nhúc nhích một cái là tờ giấy kia nó có mặt liền. Vậy thì cái kết hợp mà nghiệp lực của chúng sanh đó, nó có, nhưng mà nó mong manh, nó dễ vỡ. Và khi chia là khổ, khi tụ là vui, mà cái khổ vui của sanh tử luân hồi. Còn đây cũng kết hợp rồi cũng tan rã, nhưng mà hoàn toàn không khổ đau, vì ngay khi tập hợp đã không có mầm mống kết chùm khổ đau. Hai cái tâm niệm nó khác. Cho nên thế giới cực lạc của chư Phật, cái thế giới đông phương của chư Phật không kết hợp bằng cái tâm niệm phàm phu của chúng sanh. Cho nên có là bất khả tư nghị, mà tan rã cũng bất khả tư nghị. Có gì nghị đâu mà phải khổ. Còn mình là có là phải suy nghĩ, mà muốn rã ra nó cũng suy nghĩ dữ lắm, lấy phần nào hơn.